sống miền Tây xin mến chào các bạn, quan các bạn với lại với cuộc sống miền Tây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái lễ dân bông của người Khmer tại chùa Bốn Mặt ở huyện Vĩ Xuyên các bạn. Đây là bà con đang đứng chuẩn bị đón cái đồ thi công cho các bạn đây. Đây hiển nhiên nhiều đoàn đã vô trước các bạn, bây giờ còn một số đoàn đang chuẩn bị. Đây là những sư thầy đứng để mà đón lên cho các bạn ở trong một chùa kìa. Rồi các bạn nhìn thấy là cái không gian phong cảnh của chùa Bốn Mặt của huyện Mỹ Xuyên rất là đẹp các bạn. Ở kiến trúc rất là đẹp luôn các bạn. Đây là những hình ảnh của chùa Bốn Mặt của huyện Mỹ Xuyên. Bây giờ thì bà con vô trong bốn chùa cũng một và nhiều đoàn các bạn. Bây giờ còn những đoàn chuẩn bị đang vào tiếp tục. Đây là những đoàn chúng tôi vô trước các bạn. Đây hiện giờ các thầy ông bông đã dừng vô tới chỗ rồi các thầy. Ông cả thân là tiên, lương ông ta kia sừng sông sừng tâm, thân ta mình toàn dân, ông cả thân là phù ma. Văn, hai hôn chung là báo phi thuê, vòng thuê mạng cả bông cả, thái kia ba năm thái, thân kia ba mẹ chất chung là vui mạng cách. Đây, tiên liên tâm kỳ lâm hai hôn, ông cả thân là tiên, vui mạng cách, 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 Thank you.
Đây các bạn nhìn thấy bây giờ đâu dùng mông của bạn nhìn thấy hiện bây giờ thì một số đoàn đã dựng rồi đến thế này các bạn để mà chuẩn bị làm lễ. Em đã dựng vô rồi các bạn. Đây là những người chuẩn bị làm lễ rồi đó. Thank you.
Đây là cái phong cảnh của chùa Bốn Mặt của huyện Mỹ Xuyên đó các bạn, rất là đẹp. Rồi bây giờ cuộc sống miền Tây xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau của mình nhé. Bây giờ các bạn đã dọc đường dọc Sơn La để làm hào lan và đây có quân này này đi đi hào lan chưa vua nè nhìn ông tàu tí bết lan à hay là mấy con nắng cười bay cơ lan tàu tí bết không tốt nắng vua sừng thức mau thằng này sừng thức nam mau minh lăng tô lư nẹt men cầm láng chui bay cất chốt tàu lan lan như tàu mình tí bê không tục du phải nhắc tới câu nẹt men cầm láng chui vô.